Lực lượng Taliban đang dần lập các chốt kiểm soát trong thủ đô Kabul của Afghanistan. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội ngày hôm qua cho thấy không có giao tranh trên đường phố. Tuy nhiên, giao thông tại một số điểm đã bị tê liệt vì hàng nghìn phương tiện ùn ứ khi dòng người đổ về sân bay quốc tế Kabul, cố gắng lên máy bay để ra nước ngoài lánh nạn. Hiện các hoạt động của cuộc sống hàng ngày tại Kabul đều bị ảnh hưởng. Tất cả các cửa hàng đã đóng cửa, nơi đổi tiền, ngân hàng cũng đã bị đóng. Trước những biến động, người dân Afghanistan chỉ mong muốn sẽ sớm có giải pháp. Chúng tôi chỉ là dân thường, thế nên chúng tôi mong sẽ sớm có một chính phủ mới được thành lập và nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế, các tổ chức chính trị trong và ngoài nước về tính hợp pháp. Chúng tôi mong các vấn đề liên quan giữa Taliban và người dân sẽ sớm được giải quyết trong tương lai. Tôi chỉ mong muốn tôi sẽ có được hòa bình mãi mãi và không bao giờ còn đánh nhau. Tôi đã mất người thân trong chiến tranh, vì thế tôi chỉ mong muốn hòa bình.